Xin chào. Chào mừng các bạn đến với chạy bộ nào. Cụ ông 90 tuổi chạy marathon hết 8 giờ tiết lộ loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ. Cụ Stelios Prasas chinh phục giải Athens Marathon với thành tích 8 giờ, trở thành người lớn tuổi nhất hoàn thành 42,195 km trong lịch sử giải. Bí quyết gì giúp cụ khỏe mạnh đến vậy ở tuổi 90? Tại giải chạy Athens Marathon ở Hy Lạp ngày 14 tháng 11 năm 2021, cụ Stelios Prasas chính thức đi vào lịch sử giải đấu là người cao tuổi nhất hoàn thành 42,195 km. Ở tuổi 90, cụ đã cán đích cùng đường chạy marathon cổ đại với thời gian 8 giờ 1 phút 54 giây. Khi cụ Stelios Prasas bước qua vạch đích đặt tại sân vận động Kalima Maro, bà Sofia Sakorafa, trưởng ban tổ chức Athens Marathon, đã tiến đến đặt vòng nguyệt quế lên đầu cụ để chúc mừng thành tích không tưởng này. Cụ Prasas trở thành một trong hơn 9.800 vận động viên đến từ 83 quốc gia tham dự Athens Marathon 2021, sự kiện đánh dấu năm tổ chức thứ 38 sau một năm gián đoạn vì dịch COVID-19. Khi kết thúc đường chạy 42,195 km, cụ đã nói, "Tôi cố gắng hoàn thành đường chạy để vinh danh những người Hy Lạp. Tôi yêu thiên nhiên, bầu trời và cả cuộc đời này nữa. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều muốn ngắm bình minh. Tôi muốn nhắn nhủ đến những người trẻ rằng hay chơi thể thao, tập thể dục đều đặn và có chế độ ăn uống hợp lý để không bao giờ phải gặp bác sĩ như tôi." Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi thấy cụ hoàn thành đường chạy hơn 42 km sau 8 giờ đồng hồ, nhưng chỉ bị đau nhẹ ở lưng và hông. Cụ vẫn rất linh hoạt sau khi cán đích, nở nụ cười tươi khi chụp ảnh lưu niệm cùng những đứa cháu của mình. Khi được hỏi về bí quyết giúp sống thọ và khỏe mạnh như vậy, cụ Prasas cho biết mình giữ thói quen tập thể dục đều đặn, mỗi ngày chạy từ 8 đến 10 km. Cụ tiết lộ thói quen ăn uống khá đặc biệt của mình khiến nhiều người ngạc nhiên. Cụ Prasas chỉ ăn các loại hạt họ đậu, ăn nhiều rau và đặc biệt rất hạn chế ăn thịt. Cụ bắt đầu tập luyện chạy dài và mới chỉ lần đầu chạy marathon vào năm 59 tuổi. Sau hơn 30 năm tập luyện và chạy marathon, cụ đã tới 20 quốc gia để tham dự các giải chạy. Trong những năm tháng tập luyện, cụ Prasas chưa từng làm việc với một huấn luyện viên nào. Cụ chỉ tự tập và lắng nghe cơ thể mình để điều chỉnh. Ngoài việc tập chạy, cụ còn điều hành một cửa hàng tạp hóa tại gia ở Verona. Thêm một bí quyết nữa giúp cụ sống vui khỏe mỗi ngày là luôn nhận được sự ủng hộ và yêu thương hết mình của vợ. Tình yêu mà vợ tôi dành cho tôi mỗi ngày thật không thể diễn tả được. Bà ấy giống như một nữ anh hùng của Hy Lạp. Cụ Stelios Prasas dành những lời có cánh cho một nửa của mình. Giáo viên tiếng Anh lập kỷ lục thế giới về chạy marathon, một cô gái đến từ Burlington, Vermont, Mỹ đã chạy quãng đường hơn 42 km một ngày trong 95 ngày liên tiếp và phá kỷ lục thế giới về chạy marathon. Theo USA Today, cô gái 28 tuổi đến từ Burlington, Vermont đã chạy quãng đường tương đương một cuộc chạy marathon tiêu chuẩn hơn 42 km mỗi ngày trong 95 ngày liên tục. Là một giáo viên tiếng Anh, việc cách ly đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của cô. Tuy vậy, cô vẫn tìm ra cách sử dụng khoảng thời gian ở nhà do COVID-19 ở Italia của mình để phá vỡ một kỷ lục thế giới. Kỷ lục gia cho biết cô được truyền cảm hứng bởi nhân vật Forrest Gump trong bộ phim cùng tên, người đã dành thời gian chạy khắp nước Mỹ chỉ vì tôi chỉ muốn chạy bộ. Trong khoảng thời gian giãn cách, cô cảm thấy mình cần phải rèn rũ bản thân và bắt đầu hành trình chạy bộ. Cột mốc đầu tiên là chạy liên tiếp 25 ngày, nhưng sau đó con số này đã nhảy vọt lên đến gần 100. Điều này đã giúp cô làm lu mờ kỷ lục chạy 60 ngày liên tục của nữ trước đó do Alice Buck của Anh lập năm 2015 và được ghi danh vào sách kỷ lục thế giới Guinness. Điều đáng chú ý hơn nữa là cô vẫn tiếp tục chạy hàng ngày kể cả trong quá trình chuyển nhà về Mỹ. Có những ngày cô phải chạy vào lúc 1 giờ sáng do quá bận rộn, Alyssa Clark chia sẻ. Không phải ngày nào cũng phải hoàn hảo hay vui vẻ, cô viết trên trang Instagram của mình. Tôi nói điều này để mọi người thấy những quá trình rèn luyện đôi khi cực kỳ khắc nghiệt và động lực không phải là yếu tố duy nhất thúc đẩy thành công. Trên một bài đăng khác, cô viết, hôm trước tôi được hỏi bao nhiêu phần trăm chạy marathon phụ thuộc vào tinh thần và bao nhiêu phụ thuộc thể chất. Câu trả lời của tôi là 85% phụ thuộc vào trí óc của bạn và thể chất chỉ chiếm 15%.